Cảm ơn các em học sinh đến từ trường Nguyễn Đình Chiểu. Kính thưa quý vị, thưa các đồng chí và các bạn, có những bài ca đã sống mãi cùng năm tháng, có những bài ca đã đi vào lòng người như một dấu ấn khó mờ phai, và đẹp hơn hết vẫn là những bài ca của tình người, của lòng nhân ái bao dung, của những trái tim biết sống vì người khác. Cuộc sống vẫn trôi qua mỗi ngày, nhưng cuộc sống vẫn thật đẹp biết bao bởi những nhịp cầu nối liền những tình người, nối liền những trái tim biết yêu thương. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức phần biểu diễn của các nghệ sĩ đến từ câu lạc bộ Tiếng Hát Thương Binh Thủ Đô với một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, phổ thơ Dương Hương Ly, bài hát Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao. La la la.
người chân đường, vừa thế kỷ hai người cháy rừng, sang là nam mà nam. Đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Trong cuộc sống đều có những nỗi đau, đều có những nỗi bất hạnh của riêng mình, nhưng chúng ta vẫn có niềm tin yêu vào cuộc sống. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Xin được cảm ơn các cựu chiến binh của câu lạc bộ Tiếng Hát Thương Binh Thủ Đô đã mang đến cho chúng ta ca khúc vừa rồi. Và kính thưa quý vị, giờ đây xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một nữ ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh, làm một giọng hát bước ra từ sân khấu Việt Nam Idol, và cô đã liên tục khẳng định tên tuổi của mình tại Asian Idol 2007. Và chắc quý vị cũng đoán được đó là ai đúng không ạ? Đó chính là nữ ca sĩ Phương Vi. Và ca khúc đầu tiên nữ ca sĩ Phương Vi sẽ gửi đến tất cả chúng ta là một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Chấn được mang tên Bài Ca Chưa Viết Hết Lời. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Vì em còn giữ trái tim hiền lành.
Xin chào ạ. Xin chào, cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị rất nhiều. Vì cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi lần đầu tiên được trình diễn ở Đà Nẵng và được tham dự một chương trình mang một ý nghĩa rất là lớn lao như vậy, chương trình Vòng Tay Nhân Ái. Vì xin được cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Vừa rồi quý vị vừa nghe một nhạc phẩm của nhạc sĩ Bảo Chấn, bài ca Chưa Viết Nên Lời, một bài hát rất là dễ thương. Và tiếp sau đây Vi xin được gửi đến quý vị một nhạc phẩm gồm những ca khúc 500 album vol. 1 của Vi. Những ca khúc như là Như Sương Mai, Em Biết và Khao Khát Của Em. Và Vi xin được mời quý vị đến với nhạc phẩm này ạ. Ta chia sẻ nhau yêu thương gắn khao đam mê, ta chia sẻ nhau đắm say tình đầu. Nhưng ngờ vì sao anh rời xa em để em một bóng vô đường, vì sao anh vui cùng ai để em bơi nổi hơi ghen. Tiếng em trong anh là mãi mãi ngàn năm yêu thương xuống bên người. Người ơi để cho gắn khao cùng bước chạy. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn.
Kính thưa quý vị, và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức bài hát Báo Giới Nối Vòng Tay Lớn, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn qua phần biểu diễn của nam ca sĩ Khắc Tuấn.